Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Giang Sông Lam sẽ dẫn quý vị và các bạn đi trên một con đường. Con đường này sẽ dẫn chúng ta đến khu lăng mộ của nhà vua Mã Hạc Đế. Con đường này chạy ngang từ quốc lộ 46 nối với đường con đường ven sông Lam, và con đường này chạy ngay dưới chân núi gọi là núi Hồng Sơn, với dòng sông Lam gọi là Trung Tú. Chính chỗ này vào năm 722 đã diễn ra cuộc khởi nghĩa của nhà vua Mã Hạc Đế chống lại quân nhà Đường phương Bắc, gọi là cuộc khởi nghĩa Hoan Châu. Trên con đường này rất nhiều doanh trại bộ đội. Chính vì vậy, trong thời kỳ chống Mỹ đã hứng rất nhiều bom đạn. Đặc biệt, ngay cạnh sát đường quốc lộ 15, nơi bộ đội chúng ta thường xuyên hành quân để viện trợ cho miền Nam. Xã Long Thái và xã Vân Diên.